Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm lấy cơ đọt thứ 6, và hiện tại lá đang trong thời điểm nở điêu luôn rồi. Thì đối với cái vườn này, đây cũng là cái thời điểm phù hợp là chúng ta sẽ tiến hành là xử lý cỏ ở dưới gốc và đồng thời là gãy lá, sau đó là tiến hành là biện pháp là làm bóng bằng cái biện pháp là nấy mầm cũ. Đối với cái vườn này, do nhà vườn muốn làm bóng thì mình nấy mầm cũ, cho nên là mình sẽ tư vấn theo hình thức là nấy mầm cũ các bạn. Khi mà lá nó đã nở đều như thế này nè, thì đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tiến hành là phun thuốc cỏ để giúp cho cái liếp của mình nó được thông thoáng, thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành là xử lý lân và kali gốc. Thì đối với cái vườn này, khoảng 1-2 ngày nữa thì nhà vườn sẽ tiến hành là phun thuốc cỏ, rồi là sau đó sẽ tiến hành là gãy lân và kali. Sau khi gãy lân và kali thì mình sẽ cho nhà vườn là sẽ phun khử đầu tiên các bạn. Thì sau khi phun khử đầu tiên á, thì tiếp theo đó là đây mầm phủ, và sau đây mầm phủ là sẽ phun cái cử thứ hai. Đây các bạn có sáng thấy đây, cơ đọt cuối ra rất là đẹp nha, đọt rất là mập và không có đọt nhỏ luôn. Lá thì cái bộ lá này thì cái độ lớn tương đối phù hợp nha các bạn. Xét về cái bộ tàn nhện thì cái bộ tàn già thì mình đánh giá rất là ổn. Nhà vườn trong quá trình lấy cái đọt á, thì nhà vườn lấy rất là ổn nè. Các bạn thấy ha, bộ tàn già nó rất là lớn và nó tròn đều. Cho nên là mình thường tư vấn cho các bạn á, là trong quá trình lấy cái đọt á, các bạn nên bấm đọt cho nó đều để cây của mình nó có bộ tàn tròn đều ha các bạn. Đây, những cái tàn già này thì về sau cái khả năng mà ra bông rất là cao và nó nhanh lên mầm. Cái nguyên nhân á, là do cái tàn già của mình nó lớn nè. Các bạn thấy ha, đi dinh dưỡng đầy đủ, cho nên là cái tàn trà nó rất là lớn và cái lá nó xanh cứng. Cái đọt cây cối nè, nó rất là xanh cứng. Cái tình hình mà quản lý sâu bệnh của nhà vườn ở cây đọt này thì rất phù hợp với các bạn. Các bạn thấy đây, những cái lá của nó nè, không có bị sâu bệnh tấn công gì hết trơn á. Là khi lấy cây đọt mình sẽ tiến hành là phun sâu bệnh định kỳ, giúp cho cái cây của mình nó được khỏe. Trước khi tiến hành là làm bông á, thì mình sẽ tư vấn cho nhà vườn là tiến hành là phun thêm một lần bệnh nữa với một lần là thuốc nhện. Bệnh thì giúp bảo vệ cho cái bộ lá này nó sạch bệnh, nó không bị ghẻ. Tại vì cái lá khi ở thời điểm này nè các bạn, thì nó vẫn còn bị ghẻ tấn công ha. Còn thuốc bệnh là đồng thời là sẽ rửa sạch bệnh những cái lá già này, và đồng thời là thuốc nhện nó sẽ giết nhện ở những lá già, cho nên là trong quá trình làm bông á, thì sẽ không có bị nhện tấn công. Nếu nhện tấn công thì nó làm cho cái lá của mình bị vàng úa, thì từ đó cái quá trình quang hợp của nó kém á, thì cái quá trình hút thuốc nó không được im, thì nó cây nó kém lên mầm. Cái cơ đọt rất là dài này các bạn, đối với cơ đọt này nè, đi dinh dưỡng đầy đủ cho nên là các bạn thấy rất là dài nè. 2, 4, khoảng 6 tấc các bạn, 6 đến 7 tấc. Trong cây đọt cuối này thì nhà vườn mình cho nhà vườn là sử dụng dinh dưỡng nó cân đối xíu, không có xài đạm quá cao, cho nên các bạn thấy cái bộ lá nó có độ lớn là tương đối là phù hợp và nó không có quá mỏng. Những cái lá này là tương đối rất là dày các bạn. Đây, cái lá tương đối dày đó, cho nên là trước khi mà tiến hành là chúng ta gãy lân để làm bông thì cái biện pháp xử lý cỏ này rất là quan trọng. Khi các bạn xử lý cỏ cho nó sạch cỏ thì khi mình gãy lân vào thì cây nó sẽ hấp thu liền, nó không có bị mất lân. Còn nếu như các bạn để cỏ gì nè, mình đa phần mình gãy là mình sẽ nó dính cỏ rồi nước nó sẽ bị cuốn trôi xuống một phần, cho nên là nên dọn dẹp sạch cỏ trước rồi sau đó tiến hành là xử lý lân và kali gốc. Sau đó sẽ tiến hành là phun cử đầu tiên, rồi đậy mầm phủ. Đây là những cái tàn nhện mà nó đang ra bông các bạn. Trong thời điểm mùa mưa như thế này nè, các bạn lưu ý ha, chúng ta sẽ tiến hành là xiết nước cạn mương nha.
để giúp cho cái rễ của mình nó được thông thoáng, nó không quá ẩm. Tại vì khi quá ẩm các bạn thì nó sẽ làm cho cái rễ mình dễ bị suy. Cái cơ đọt ra rất là đều các bạn. Cái này thì khi đọt ra khoảng 80-90% thì mình sẽ cho nhà vườn tiến hành bấm và sau đó lấy cơ đọt luôn. Ở cơ đọt này thì sẽ không có áp dụng cái biện pháp phủi nha. Tức là bấm rồi lấy luôn á. Đây cái bầu tàn nhện rất là đẹp. Đối với những cây này nè các bạn thấy ha, ở những cây khoảng 3-4 năm thì nhà vườn tiến hành là bấm đọt rất là nhiều để lấy cho nó xây tàn rất là tròn. Các bạn thấy nè, cái bộ tàn nó rất là tròn luôn. Đối với những cây này cũng vậy, cho nên là trong quá trình chăm sóc để cho cây của mình ra được cây đọt nó phải như thế này nè, thì cái vấn đề dưỡng bộ rễ nó rất là quan trọng và phòng ngừa bệnh dưới rễ. Tức là các bạn phải cải tạo nền đất làm sao cho nền đất của mình nó tốt thì cây nó mới phát triển thôi. Còn nếu như mà cái nền đất của mình nó không đảm bảo được các yếu tố như là tơi xốp, sạch phèn, sạch nấm bệnh thì cái bộ rễ nó ra không có được. Mà khi bộ rễ ra không có được thì các bạn tưới dinh dưỡng cỡ nào thì cái cây nó cũng không phát triển được đâu. Thì theo tình hình cái bộ lá này, do cái phần lá trên nè, nó chưa có nở hết đó các bạn. Cho nên là dự kiến là cây này khoảng 2 tuần nữa là có thể tiến hành đậy màng phủ được rồi. Nhưng mà trước đó sẽ áp dụng các biện pháp là phun cỏ nè, xử lý lăng, xử lý kali và phun cửa đầu tiên. Cái vấn đề mà chúng ta xử lý lăng á, nó cũng quyết định lớn đến cái quá trình tạo mầm của cây các bạn. Trong lăng thì nó có chia ra nhiều loại nha. Một số loại thì nó đồng thời là cung cấp dinh dưỡng, còn một số loại thì nó sẽ kích thích cho cây ra bông nha. Cho nên trong quá trình chọn lăng á, các bạn nên chọn đúng. Có một số thì nó chỉ cung cấp đa chung vi lượng và cân bằng pH thôi, còn một số một chất thì nó ức chế sự phát triển của rễ. Cho nên là những cái loại mà có thể ức chế được sự phát triển của rễ á, thì nó sẽ hỗ trợ cho quá trình tạo mầm. Tại vì khi mà các bạn tạo mầm á, tức là các bạn phải làm cho cái cây của mình nó ngưng sinh trưởng, tức là ngưng ra đọt á. Cho nên là phải làm cho cái rễ nó già, nó sừng lại. Thì có một số loại lăng nó sẽ đảm bảo được yếu tố đó, còn một số loại thì nó chỉ có tác dụng gãi vô kích rễ thôi. Và đồng thời cái lượng lăng và kali các bạn đưa vào gốc cũng phải phù hợp hết các bạn. Tức là từ đủ tới dư, đừng có thiếu. Thiếu thì cái cây nó lo ra rễ không à, nó không có chặn được cái rễ đâu. Những cái vườn mà mình xử lý thiếu thông thường xịt khoảng 1-2 cử thôi, khoảng 30 ngày thôi thì tất cả các cây nó đã tiến hành là ra đọt mới rồi. Đây những cái bộ lá, những cây đọt ở những cây trước các bạn thấy đây. Rất là nhiều và không có bị nấm bệnh tấn công, rất là xanh dày. Còn cây cối thì cái lá rất là đạt, những cái cọng to lớn luôn các bạn. Những cái cọng này về sau á, trong quá trình mà tiến hành ra hoa nó sẽ tiến hành là bấm đọt hay nè, hoặc là phủi đọt nếu có đọt xì để làm cái nhánh thở. Thì đối với cây này thì nó rất là lực, cho nên là quá trình nuôi trái sẽ yên tâm về sau. Do cái bộ rễ nó khỏe và cái bộ tàn nè, các bạn thấy đây, những bộ tàn này là những bộ tàn ra bông về sau đây. Đánh giá cái tình trạng cỏ trên clip mình cũng có thể biết được cái đất của mình có tốt không các bạn thấy nè, cỏ nó tươi xanh như thế nè, chứng tỏ là đất nó tốt, là đầy đủ dinh dưỡng. Còn nếu như cỏ của mình nó ngày ngày vàng vàng trên clip hoài là chứng tỏ là đất nó quá dẻ hoặc quá phèn. Đây, đối với cái cây này có một điểm đặc biệt mà tất cả các nhà vườn đều mong muốn có nè các bạn, để mình sẽ chia sẻ cho các bạn coi. Đây, nếu nhà vườn nào mà có được cái cây mà có được cái nhánh như thế này nè là rất là ổn ha. Là báo hiệu cái dạng như là trúng mùa trúng giá đó. Đó. Cái này ở trên nhà vườn thông thường được gọi là cái thược lọc hay cái nhánh lọc ha các bạn. Tức là nó sẽ đây từ trong một chùm này nè, nó đâm ra như thế này nè. Đó, nó cũng là trong một nhánh này ha, nó sẽ đâm ra và nó có một cái màu vàng. Lá của nó là lá cẩm thạch nè, các bạn thấy đây, nó sẽ khác hơn so với những cái khác ha. Cái này là một cái báo hiệu là của cam lộc.
tức là nhà vườn sẽ được lọc đó, thì thông thường nhà vườn sẽ chia sẻ vậy đó các bạn, cho nên là nhà vườn rất là thích những cái nhánh này. Đó, còn cái này là tổng quát của cái vườn, các bạn thấy ha, cái quá trình ra cây đọt nó rất là ổn. Thì trong quá trình sử dụng dinh dưỡng đầy đủ sau bấm đọt á, thì các bạn thấy đây, những cái cây nó ra rất là ổn nè. Thì đối với cái vườn này thì mình tư vấn cho nhà vườn là tiến hành là tưới 3 lần phân sau khi tiến hành là bấm đọt, tức là 3 lần dinh dưỡng đưa vào gốc và 1 lần rải. Lần rải gần nhất là cách đây khoảng 4-5 ngày thôi. Tức là do tình hình mưa cho nên là tiến hành rải, nhưng mà nếu tốt nhất thì chúng ta tưới thì vẫn là ổn hơn. Những bộ tàn này các bạn rất là đều ha, rất là đẹp ha. Thì đối với vườn này biện pháp đầy mầm phủ á, thì theo dự kiến của mình á, là khoảng đậy sau 50 ngày thì cây nó sẽ lên mầm, tại vì cái tàn nhện của này nó rất là đẹp và cái cây nó rất là lực, cái bộ gốc nó chạy ra, cho nên là khoảng 50 ngày thì cây nó sẽ lên mầm. Rồi sau đó sẽ áp dụng các biện pháp là phun kích thích, phá lá để cho cây nó ra hoa, và sau đó là tiến hành sẽ dỡ mầm phủ. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình chăm sóc cây ở thời điểm là trước khi là tiến hành là làm bông. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn và có một cái quy trình làm bông cụ thể. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.